Anh ơi, em muốn mua quần tặng anh xã nhưng làm sao phải vừa đẹp vừa rẻ được không anh? Hả? Vừa đẹp là còn vừa rẻ, xem gái yêu cầu cao thế. Nhưng không sao, em tìm đúng người rồi. Đã tới nhà anh đây, em xem luôn cho này. Anh vừa với em đọc đây, em xem lướt màu qua rồi anh một xíu nha. Con này sẽ là màu xanh, con này nó sẽ là màu đen mốc cho anh. Đây nó sẽ là màu xanh nhạt này, màu đen này, màu xanh đậm này. Anh đã bảo trên người sẽ là màu, con này sẽ là màu xanh vi sinh. Và dáng con quần này nó sẽ là dáng suông. Em sợ đây đúng không? Em sợ là con quần này rẻ quá, túi nó lại không bỏ vừa được đúng không? Anh cân được hết. Em sợ là nếu như mà tiền nhiều quá không thể nào bỏ được đúng không? Nhà anh cân được tắt cho em. Đây em xem được cho anh ok chưa? Đây tiếp theo túi sau này. Túi sau anh sẽ làm anh đường chỉ độ như thế này. Anh em nào mà đang thích những con quần này cũng có thể để lại cho em là chiều cao, cân nặng lên trên này, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn tất cả size số cho mình. Em chỉ cao 1m72, nặng 64-65kg thôi. Em đã mặc lên như thế này thì các bác nào mà cao cao một xíu, các bác nào thấp thấp một xíu vẫn mặc đây ok thoải mái cho em nha. Bác chờ nếu như ai muốn mua hàng để lại chép là chiều cao cộng cân nặng, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn tất cả mình. Giá con quần này nó sẽ là dáng suông cho em, cho nên là bác nào mà lưng dài một xíu này, chân ngắn một xíu này vẫn có thể mặc được lên, hay là bác nào mà chân bọc kiểu một xíu, bác nào mà chân to to một xíu mang con quần này lên cực kỳ thoải mái cho mình. Mà giá mọi người không bao nhiêu hết bởi vì nó là sửa, cho nên em đang có một cái mức giá cho bác có thể trải nghiệm thử. Bác nào muốn biết giá, bác nào muốn để mua hàng để lại chắc là chiều cao cân nặng sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn tất cả cho mình nhé. Bye bye mọi người.